Người có khóe miệng trẻ xuống thường bảo thủ, cố vụng về trong đối nhân xử thế. Trong clip ngày hôm nay, mời các bạn cùng Master Kỳ phân tích đặc điểm của từng kiểu dáng miệng khác nhau có ý nghĩa như thế nào nhé. Người có khóe miệng trẻ xuống thường bảo thủ, cố chấp, vụng về trong đối nhân xử thế. Thích làm việc một mình, tuy nhiên họ lại có thể dũng cảm phá vỡ quan niệm cũ. Họ cũng có thể chịu khổ, chịu khó, bởi vậy cần phải nỗ lực phấn đấu trong thời gian dài mới có thể thành công trong sự nghiệp. Họ kiếm tiền không có dễ dàng, do đó cần phải thận trọng trong việc quản lý tài chính. Tốt nhất là nên lên kế hoạch cụ thể, tránh xảy ra tình trạng thất thoát tiền bạc do làm ăn thua lỗ mà ra.